Xin chào anh em theo dõi kênh Vinh Thành Audio. Hôm nay em về tiếp được một con đi Yamaha, model là DSB AS2, mặt phay nhôm màu vàng chanh. Và con này về trong tình trạng đẹp tông đanh góc cạnh luôn nha. Đây là dòng âm đi size lớn với thiết kế công suất của nó lên tới là 360W và trọng lượng cực khủng là 22kg. Đặc biệt là dòng này sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Về kích thước chiều ngang của máy là 449mm và chiều cao của nó lên tới là 191mm. Những cái dòng âm đi thông thường thì nó chỉ cao tầm khoảng 170mm mà thôi. Và chiều sâu con này là tới là 468mm. Dòng này thì nó đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng từ những thiết kế cho tới chất âm. Và nó sẽ có cổng quang, anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV và cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa. Và về phần giải mã DAC và đã được hãng đầu tư rất là kỹ lưỡng, sử dụng luôn cả chip giải mã DAC Penrao 1704. Thì đây là một trong những chip giải mã DAC cao cấp và đã được anh em audio đánh giá rất cao về chất âm của nó nha. Và riêng một con giải mã DAC Penrao thì giá trị của nó là trên 1,4 triệu đồng nha. Giá cực cao luôn và chất âm của nó rất là đậm đà và chi tiết. Về thiết kế công suất ra loa của nó là 165W một kênh cho loa 6 âm và nhân điều cho 6 kênh và hai loa hiệu ứng của nó là 40W. Và đặc biệt là dòng này anh em sẽ thấy là có luôn chế độ là 8 CH stereo. Thì với chế độ này anh em có thể chơi cùng lúc là 8 loa khá là hay để chúng ta không lãng phí bất kỳ một cái loa nào khi ở chế độ nghe nhạc. Và nội thất bên trong nó rất là to khủng nha. Với một cái máy biến áp trọng lượng lên tới là 9kg và hai tụ lọc nguồn dung lượng cực lớn là 22.000mAh. Và với chiếc amply này thì nó sử dụng là mạch chỉnh bass chép bằng cơ như là những cái dòng amply stereo thông thường. Đây là chỉnh bass chỉnh chép nha. Rồi đánh loa A, B, A cộng B. Chức năng tăng cường bass và chức năng đi trực tiếp nha. Và bây giờ thì em sẽ test cái cổng vào đầu tiên. Đây là cổng CD, cổng analog nha. Rồi chuyển sang ngõ DVD cổng quang nha. Rồi em sẽ kiểm tra lại cái kết nối nha. Rồi cổng DVD là cổng quang nha, bị lỏng cái cổng kết nối phía sau. Rồi chuyển đổi các chế độ âm thanh nè. Rồi khi mà effect up thì nó sử dụng là chế độ 2 kênh nha. Khi mà on lên thì ta có thể lựa chọn nhiều chế độ nghe nha. Đây là chế độ nghe 8 kênh. Chúng ta có thể chơi cùng lúc là 8 loa. Hai loa chính nha, hai loa rear. Hai loa hiệu ứng, loa from. Và loa center và center rear. Và như vậy là với chiếc đi Yamaha DSB AS2 Made in Japan, ta có thể chơi cùng lúc là 8 loa nha. Và đặc biệt là dòng này thì toàn bộ chất cấp màu vàng. Đây là một trong những dòng âm đi cao cấp của hãng. Và dòng này thì nó sẽ có thiết kế là Made in và Made out.
Đây là một dòng âm đi thế hệ đời mới, nó sẽ không có thiết kế cái cầu nối GU, và đây là cái cầu nối GU tự động nha. Khi mà anh em cắm tín hiệu main out sang một cái van số để chơi karaoke thì toàn bộ loa đây nó sẽ ngắt tiếng nha. Và để hoạt động trở lại thì ta phải cắm cái main in này ngược trở lại, và như vậy là có một cái thiết bị trung gian giữa thiết bị cái cầu nối là main in và main out thì nó sẽ hoạt động lại trở lại, hoặc là không có tín hiệu thì nó hoạt động bình thường như một cái âm đi thông thường nha. Và như vậy là ta có thể tận dụng tối ưu chiếc âm đi Yamaha DSP-i2 để làm rề và giảm mã DAC, và một cái chức năng nữa để làm cục đẩy anh em phối ghép karaoke rất là hay nha, với chip DAC bên rau luôn. Đây là cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống nha, cổng DVD, và đây là cổng CD, cổng analog chơi nhạc từ đầu đĩa, sắt cắm mạ vàng hết toàn bộ nha. Và con này về thì trong tình trạng đẹp long lanh chóc cạnh nha anh em, made in Japan luôn. Dòng âm đi to khủng đến từ hãng Yamaha đã được hãng đầu tư khá là kỹ lưỡng từ thiết kế cho tới chất âm.